chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chồng mới khẳng định chủ quyền với vợ cố diễn viên Duy Nhân. Đến thời điểm hiện tại thì chồng vừa cưới đã có động thái công khai Kiều Anh với mọi người trên mạng xã hội. Anh chẳng chia sẻ nhiều gì về chuyện tình cảm trên trang cá nhân, nhưng lại có hành động thông báo với mọi người về tin vui vừa được diễn ra. Chồng mới khoe ảnh tình tứ với Kiều Anh. Vài ngày qua, khán giả đã xôn xao không ngừng trước thông tin bà xã của cố diễn viên Duy Nhân đã chính thức tái hôn sau 5 năm độc thân. Theo đó, Kiều Anh lập gia đình với một người đàn ông tên Đặng Hiếu gốc ở Hà Nội. Trước khi đến với nhau thì cả hai từng là bạn bè và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sau những hình ảnh về ngày đám cưới ở quê nhà cô dâu được rò rỉ trên mạng xã hội, thì từ phía chồng mới của Kiều Anh cũng có động thái khẳng định chủ quyền. Cụ thể Đặng Hiếu đã cập nhật trạng thái, đã kết hôn vào ngày 26 tháng 10 và hành động này nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và cư dân mạng. Đồng thời ảnh đại diện cũng chính là khoảnh khắc thân thiết, cùng nở nụ cười rạng rỡ của cả hai trên bãi biển. Trong khi đó ảnh bìa của Kiều Anh cũng là khung hình tại một không gian y hệt với ông xã. Ảnh cưới đẹp như mơ trên bãi biển của vợ cố diễn viên Duy Nhân. Cũng mới đây nhất, phía ekip cũng đã chia sẻ trọn những khung ảnh hạnh phúc mà Kiều Anh và Đặng Hiếu đã thực hiện cho ngày trọng đại. Cặp đôi cùng đưa nhau ra bãi biển Phan Thiết để ghi lại ảnh cưới kỷ niệm. Không chỉ có hai vợ chồng mà ngay cả những bạn bè thân thiết của họ cũng dành thời gian ra tận nơi và xuất hiện trong bộ ảnh cưới đặc biệt này. Khi Kiều Anh kết hôn thì trên mạng xã hội diễn ra nhiều ý kiến khác nhau, người ủng hộ kẻ chỉ trích không ngừng. Ngay lúc này vợ cố diễn viên cũng tâm sự, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng. Có gì là điều không đúng, là anh em bạn bè bao nhiêu năm quý nhau rồi thương nhau lúc nào không hay. Cuộc đời bao nhiêu thứ hỗn loạn cay độc thì kiếm một người thông cảm thì khó biết bao nhiêu, không giữ lại bên cạnh thì quả là ngu dốt lắm.